Chọn thoải mái đi. Nhà ông chú đầy đủ, các ông cháu thích là toàn đồ coi phố lận. Dạ, mai đi cày phố cho nó chất. Hai ông cháu chọn thoải mái đi, giày dép quần áo túi sách này vali này đấy. Túi, giày, dép đấy. Các ông cháu cần tư vấn thì chú tư vấn, nếu mà không cần tư vấn thì chú sẽ cho các ông cháu ngắm. Đấy, các ông cháu cứ ngắm thoải mái đi. Vài cái gì? Chọn đi. Thoải mái vô tơ đi. Kính cái cả đấy. Quần áo lại con nhầm. Đẹp luôn còn gì nữa. Đấy, mấy đôi dép đấy đẹp. Đẹp chưa ông cháu? Ui giời ơi, quá chất luôn ông cháu đấy nhá. Ok, mở ra ông cháu này này. Đây, hộp đầy đủ, giấy tờ đầy đủ nhá. Leo nhá. Đây, 42 đây. Ông cháu đi vào. Hộp đầy đủ luôn thì... đấy. Ok chưa, uy tín chưa? Uy tín đúng chú ạ. Còn đằng kia chú lấy hộp cho ông cháu. Lấy hộp đỏ nhá, lấy hộp luôn đâu. Đôi đỏ của ông cháu này. Lấy hộp với các thứ đàng hoàng. Hai ông cháu, mỗi ông cháu làm đôi nhá. Ok chưa? Đấy. Tí nữa chú cháu mới còn chụp ảnh với nhau cho tình cảm nữa. Chú còn phải cảm ơn các ông cháu đâu. Đúng không? Đấy, đồ nhà chú đẹp như này, cửa hàng đẹp như thế này, còn gì nữa này. Đây nữa này. Ôi. Đấy, các ông cháu xem thêm nào. Đấy, thoải mái, áo đây, áo đẹp nhá. Ông cháu kìa, ba lô đi học cho các ông cháu ơi. Đấy, đi học thôi à? Ui rồi, tưởng vẫn đi học mũ hay là... cảm ơn hai ông cháu nhá. Hôm nay mùng 1, hai ông cháu ủng hộ chú. Hai đôi dép, hai cái áo. Cảm ơn hai ông cháu rất nhiều. Mong rằng thời gian tới hai ông cháu ủng hộ ông chú nhiều hơn nữa nhá. Ok luôn. Đấy, lĩnh lương tiếp phát lại lên ủng hộ chú tiếp nhá. Ok chưa? Đấy, cảm ơn các ông cháu đi, cảm ơn rồi. Thì đây là mỗi đằng một túi nhá. Đấy, về hai ông cháu nhá. Đi đường cẩn thận nhà hai ông cháu nhá. Hôm nào lĩnh lương lại lên chú tiếp nhá. Tình cảm hai ông cháu là chú ghi nhận trong tim đấy. Bye bye hai ông cháu, chụp ảnh nhá.